Good morning. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like, bấm cái chuông và đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì cái vụ án địa ốc Alibaba nó là một cái sự nhức nhối trong cái vấn đề mà doanh nghiệp tại ở Việt Nam, phải quý vị ha. Nhiều người dân và nhiều doanh nghiệp đã trút hầu bao, bỏ tiền túi của mình ra để đầu tư nhưng mà nhận về một cái kết cái bằng là quá cay đắng. Sự lừa gạt này đã lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vâng, hôm nay thì chúng ta cập nhật và chia sẻ theo những gì mà những tờ báo pháp luật, tờ báo Việt Nam Express tại Việt Nam họ đã đưa tin. Nhiều người bí ẩn nhận được 13 tỷ đồng của bà chủ địa ốc Alibaba. Những người này là ai? Chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Võ Thị Thanh Mai thừa nhận sau khi biết chồng là Nguyễn Thái Luyện bị bắt đã chuyển 13 tỷ đồng của địa ốc Alibaba cho nhiều người nhưng lại không tiết lộ danh tính của họ. Tại sao như vậy? Chiều ngày 9 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đóng ngoặc và mở ngoặc. Võ Thị Thanh Mai, giám đốc tài chính công ty Alibaba, vợ của Luyện và 21 đồng phạm về hành vi lập 58 dự án ma, bán cho hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt khoảng 2.400 tỷ đồng. Wow, một con số kinh khủng quý vị. Trong dự án này, ngoài việc bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng chồng và đồng phạm, Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực là trợ lý em trai của Luyện, Huỳnh Thị Kim Thắng, nhân viên kế toán, còn bị xét xử về tội rửa tiền. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, Mai thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố, xong kêu oan tội danh thứ hai. Bà ta đã kêu oan với cái tội thứ hai mà hội đồng xét xử đưa ra. Bị cáo nói trước đó có nhờ Thắng đứng tên một số tiết kiệm trị giá là 30 tỷ đồng. Nguồn gốc tiền từ công ty Alibaba. Ngoài ra cũng nhờ nhân viên này đứng tên vay một khoản với cái số tiền là 18 tỷ đồng. Khi biết anh em Luyện bị bắt, Thắng sợ liên quan đến khoản tiền nên đã trả lại cho Mai. Mai sau đó có nói với Thắng là rút khoản tiền tiết kiệm này rồi tất toán khoản vay còn lại là 13,9 tỷ đồng thì chuyển vào tài khoản cho mình, là chuyển vào tài khoản cho Mai đó. Thắng chuyển vào tài khoản cho Mai là bị cáo là để chứng minh là đã trả lại hết tất cả số tiền 30 tỷ đồng giữ dùng mà thôi, chứ không phải do bị cáo chỉ đạo Thắng chuyển để tẩu tán tài sản. Mai nói sau khi rút số tiền 13 tỷ đồng, Mai đã làm ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản cho Nguyễn Thái Lực và yêu cầu Lực rút ra chuyển cho mình, chuyển vào rồi chuyển ra liền. Nó giống như một hình thức rửa tiền rồi quý vị. Theo cáo buộc, ngày 18 tháng 9 năm 2019, sau khi chồng và em trai bị bắt, Mai sợ số tiền hơn 30 tỷ đồng gửi ngân hàng sẽ bị phong tỏa, có nghĩa là bị đóng băng luôn á. Nên hôm sau đã chỉ đạo Thắng rút ra. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực là em trai của Luyện, tức là chồng của Mai. Sau đó, yêu cầu rút tiền mặt ra và giao lại cho mình sử dụng. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được cái số tiền như trên. Bị cáo chi số tiền này đi đâu? Chủ tòa hỏi. Thì Mai trả lời là cho biết đã trả nợ cho một ngân hàng là 2 tỷ đồng, chuyển cho một người bạn là 1,5 tỷ đồng, còn 9 tỷ thì chuyển cho một cá nhân khác. Tuy nhiên, Mai từ chối cung cấp danh tính những người này. Bị cáo trả cho người bạn đã góp vốn vào công ty của thời gian ban đầu. Tên người này bị cáo xin phép không nói, Mai trả lời. Ra trước tòa mà tòa hỏi mà nói là chuyển cho người đó nhưng lại không trả lời thì đâu có được quý vị. Đâu ai chấp nhận như vậy. Chẳng hạn như tôi có một số tiền, tôi nói là tôi chuyển cho người đó rồi nhưng mà tôi không nói tên thì làm sao mà ai tin không quý vị ha. Hay là
đó là một cái thế lực mạnh nào ở bên trong, cho nên Mai này không có dám nói tên ra. Ở Việt Nam thì cái gì nó cũng có thể xảy ra được, phải không quý vị? Vì sao bị cáo không khai tên họ? Có phải sợ bị thu hồi? Chủ tọa chất vấn thì Mai đáp là không phải. Tiếp tục bị Viện Kiểm soát truy vấn về việc này, Mai không khai, nói có lý do riêng, vẫn không chịu khai và nói là có lý do riêng nên không thể nói. Sau nhiều câu hỏi khác của đại diện Viện Kiểm soát, bị cáo giải thích rằng là bị cáo bị đe dọa, không thể khai ra vì sự an toàn của con và của gia đình. Bị truy tố là đồng phạm của Mai, bị cáo Nguyễn Thái Lực khai có nhận 13 tỷ đồng do chị dâu chuyển vào tài khoản, sau đó rút ra và đưa lại cho chị dâu, tức là Mai. Tuy nhiên, Lực cho rằng bản thân không biết nguồn gốc số tiền ở đâu, hay là Mai sử dụng tiền này vào việc gì. Bị cáo chỉ làm theo lệnh của chị dâu mà thôi, không được hưởng lợi từ bất cứ chuyện gì từ cái số tiền này. Đối với việc giúp sức cho Luyện chiếm đoạt tiền của khách hàng, Lực thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, xong cho rằng mình là không biết về pháp luật, tin tưởng hoàn toàn vào anh trai nên chỉ có làm theo mà thôi. Nhà chức trách xác định năm 2016, Luyện thành lập công ty địa ốc Alibaba, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư của 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Gia Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thừa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng ngàn người. Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt, là sau đó quảng cáo không đúng sự thật và chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng cách này, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt khoảng 2.400 tỷ đồng của hơn 4.560 khách hàng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc với 4.065 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt khoảng 2.108 tỷ đồng. Do đó, Luyện phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là chủ mưu. Tuy nhiên, trả lời thẩm vấn trong phiên xử sáng nay, Luyện phủ nhận toàn bộ tất cả cáo buộc, cho rằng mình không lừa hay chiếm đoạt tài sản của ai. Việc mua bán là theo đúng với pháp luật, vì người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng cho người mua một cách công khai. Ok, và bây giờ thì chúng ta lượt tiếp tục tin tức về địa ốc Alibaba quý vị ha. 4.560 khách hàng địa ốc Alibaba có lấy lại số tiền được hay không? Quý vị đợi mình một chút xíu nha. Internet của mình bữa nay nó không được như ý các bạn ơi. Có đôi lúc thì nó chạy rất là nhanh và có đôi lúc thì chạy rất là chậm luôn. Vâng, theo kết quả giám định gần nhất thì 650 thửa đất có diện tích khoảng 447 ha, có tổng giá trị là hơn 1.500 tỷ đồng. Cũng như nhiều người quan tâm đến vấn đề này thì cũng biết vào sáng 8 tháng 12, nhiều lớp cảnh sát giữ an ninh trật tự từ cổng tòa nhà sân và phòng xét xử Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng với 22 đồng phạm. Cái này giống như là Alibaba và 22 tên cướp quá vậy. Theo các cáo trạng, bằng các thủ đoạn, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt khoảng 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 4.065 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt khoảng 2.108 tỷ đồng. Do đó, Luyện phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là chủ mưu.
trong vụ án địa ốc Alibaba. Nhiều độc giả quan tâm câu hỏi là liệu người đầu tư có nhận lại số tiền mà mình đã bị lừa gạt hay không? Trong vụ án này, có hai điều tôi nghĩ ai cũng phải quan tâm. Một là người đầu tư có lấy lại được tiền hay là đất mà mình đã mua hay không? Hai là ngoài công ty Alibaba, thì các bộ tại địa phương nơi xảy ra các vụ việc có bị xử lý hay không? Thì họ làm rầm rộ như vậy mà không có biện pháp can thiệp kịp thời. Vâng, đây cũng là một cái yếu tố không quý vị em. Tại sao khi mà công ty địa ốc Alibaba có cái công trình làm đường, làm này cái nọ thì dĩ nhiên cán bộ tại địa phương phải biết được tất cả chứ phải quý vị ha. Tại sao để yên như vậy làm? Hay là họ cũng bị qua mặt luôn, mình cũng không biết được. Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng khoảng hơn 7,3 kg. Wow, cái này giống như vàng luôn các vị. 23 chiếc ô tô, xe máy, phong tỏa hơn 45 tỷ đồng trong các tài khoản cá nhân. Các công ty của Luyện và đồng phạm lập ra, ngoài ra nhà chức trách cũng kê biên khoảng 650 thửa đất có diện tích hơn 447 ha. Tổng giá trị theo kết quả giám định gần nhất là hơn 1.500 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo là 2.400 tỷ đồng, số tiền thu được là khoảng 1.600 tỷ đồng. Còn khoảng thiếu lợi là khoảng 800 tỷ đồng. Chia số tiền này cho 4.565 người thì mỗi người, mỗi khách hàng bị mất khoảng 175 triệu đồng. Trừ những chi phí khác, tôi nghĩ là những nhà đầu tư này sẽ lấy lại được một phần tiền như đã tính ở trên. Cái này cũng chỉ là nói thôi, chứ mà có lấy lại được một số tiền hay là chỉ mất 175 triệu thôi thì cũng mà khó mà nói được lắm không quý vị ha. Nạn nhân của địa ốc Alibaba, gia đình tan nát vì mua nhầm đất nền. Trong những ngày xét xử của Alibaba, nhiều nạn nhân mua nhầm đất nền cho biết rằng không chỉ mất tiền mà còn đánh đổi nhiều tổn thất khác nữa. Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 22 bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tòa đã dựng nhiều nhà bạc với khoảng 2.000 ghế ngồi dự phòng ngoài sân cùng nhiều màn hình lớn, bục khai báo, camera để người tham gia phiên tòa theo dõi, trình bày ý kiến. Chỉ những người tham gia tố tụng và có quyền, nghĩa vụ liên quan được vào phòng xử. Thì tôi chỉ mong muốn là làm cho nó sớm thôi, xong nó sớm. Gia đình của tôi là bán nhà ở trên thành phố này để muốn mua lại đất chia cho anh em. Bây giờ bán đất rồi. Liền làm một lúc 9 miếng, ký hợp đồng thì mục đích là lấy đất để làm nhà chứ không phải là tôi góp tiền gì. Cuối cùng gia đình nhà tôi, các vợ con của các em tôi, các anh tôi bỏ nhau về cái chuyện không còn đất đắt, tiền bạc hết. Mong muốn xử lý có lấy lại được cái số tiền bị lừa rồi thôi. Tòa án xử lý lấy được là chút nào thì biết hay chút đó thôi. Bao nhiêu công sức làm gom góp là cái tiền tôi nghỉ hưu tôi cũng nhàn rỗi, tôi tính để lấy lại mà giờ mất chân thì thôi. Đội ngũ nhân sự phục vụ phiên tòa lên đến khoảng 200 người, bao gồm nhiều lực lượng an ninh phiên tòa. Nhiều người trong gia đình đã sinh ra những cái mâu thuẫn vợ chồng bỏ nhau vì vấn đề trút hết hầu bao để đầu tư vô cái mảnh đất trong tương lai mà họ nghĩ rằng sẽ có một mái ấm gia đình, có một cái tương lai tươi tốt, sinh hoạt thoải mái cho con cái của mình. Và có nhiều người cũng đã bỏ hết tất cả tiền hưu vào đây để nghĩ rằng trong khi lúc mà về hưu hưởng tuổi già không làm gì được nữa hết thì nó sinh lãi ra, chẳng hạn như xây cất lên phòng trọ hay là nhà cửa để cho mướn. Nhưng mà rốt cuộc hiện giờ thì đã 3 năm trôi qua rồi phải quý vị ha, thì cái số tiền họ đầu tư vẫn nằm ở đó mà lấy về thì vẫn còn là một câu hỏi và cũng rất là mong manh.
Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ một bản tin sáng nay về địa ốc Alibaba. Xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau.